chương trình ăn tối đêm nay sushi. Đó cho Vinh nghèo nàn lắm mấy bạn ơi, chưa ai bán mấy này đâu, giờ có người bán rồi mấy bạn ơi. Tráng miệng, lâm châm thái, giải khát, coca Nhật. Coca này năm mấy ngàn lon nha mấy bạn. Đó, vẫn chưa gông nho luôn, xuất sắc. Đó, bên có hồ bơi có cái thao giặt đồ nữa, cái thao đó của con bó tới nay mình đi quay chỗ này cho mấy bạn coi nha. Đó, hồ bơi đẹp ha. Giờ người ta làm hồ bơi nước muối không các bạn, mấy bạn đừng cho nó có sức khỏe. Đó, quay xương xương các bạn coi đó. Cái quai giấy màu trắng này đẹp quá nè. Cái quai giấy màu trắng này đẹp mấy bạn ơi. Hello mấy bạn. Thôi ngồi nó mới thôi, lát cho nó ra sao đi. Nên mình kêu nha, chứ không phải của mình làm nha mấy bạn. Ăn gì trước cho hấp dẫn đây. Thôi mình ăn miếng cơm đi cho nó no trước đi. Mình mặn thủy, mình ăn cái này là màu xanh nha mấy bạn. Chấm với bù tạc nè thằng. Chấm cái này. Mời mấy bạn. Bơ đang sắm tuồng rồi. Mà này cũng nổi nè. Ăn món này nè mấy bạn. Rồi mình chấm vô tạc. Trứng cá hồi không? Mà chấm này không chấm rồi. Mình chấm với bù tạc mình quen không? Ủa cái này cứ cái gì thằng? Cái chích. Cái chích nha mấy bạn, cái chích sống. Cái chích chín gì hết. Ngon. Gừng. Thèm quá, lâu quá. Trời lâu lắm mình mới đi Sài Gòn nha mấy bạn. Lắm mình Sài Gòn mình ăn dữ lắm. Giờ nghỉ đi được à. Tả nồng ngon lắm. Những gồng nhòi rồi. Cái này là sò đỏ nè. Sò hả mực? Sò đỏ. Ăn gì đây? Này miếng này đi. Khéo tay lắm mới làm được miếng này nha mấy bạn. Này chấm nè anh. Chị bán chân gà cũng bán lại. Chị kêu ủng hộ chị. Đây là mình ăn cá chích với cơm nè. Đó. Rồi là mua thêm cá hồi với cá chích nha mấy bạn nè. Mua thêm nè. Làm mấy này tỉ mỉ lắm, bán cũng cực lắm nha mấy bạn. Thịt không ngon là bị người ta chê liền. Phải biết cách bảo quản thịt nha. Là chê lần là người ta tám mua nữa. Ủa hắn mày nói những gì vậy? Sò đỏ. Sò đỏ.
vô bán ngồi bò. Ngồi bò. Bán gì? Cái chờ gòn này. Ăn miếng đi con. Vô đen luôn nè. Có bà có bấm không vậy? Bấm rồi. Tụi nó không bấm thôi luôn. Không thấy đĩa hắn. Cho hai con ăn luôn đi cho thằng Thắng nó khỏi cho nó bớt ngựa đó. Mình ăn cái này, mình thích ăn cái này. Ngon quá. Mình vẫn thích ăn cái này các bạn ơi. Nó giòn giòn ngon các bạn. Nó muốn bệnh nó chuyển lên luôn mới ăn. Đây cái phần cơm cuộn ở trong nó gì mà đó. Thắng có hồi không? Đúng không? Anh thêm miếng cá này nữa các bạn. Cá này sống nha, hoàn toàn sống nha. Ăn thì no, miếng cơm. Ăn lâu lắm rồi, mới ăn ngon. Bye bye. Bye bye.